Thưa quý vị, semi remote là loại xe chở hàng phổ biến ở nước ta hiện nay. Trước kia do không được quản lý chặt chẽ, loại phương tiện này hoạt động rất lộn xộn. Và đây không chỉ là nguyên nhân làm hư hỏng đường xá mà còn gây ra rất nhiều những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác. Cho đến khi Bộ Giao thông Vận tải siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện thì việc nhập khẩu, quản lý và vận hành loại phương tiện này đã bắt đầu bộc lộ rất nhiều những bất cập. Một trong những giải pháp được đưa ra là phải thay đổi kết cấu các semi remote hiện nay để vừa gỡ khó cho các doanh nghiệp vừa đưa hoạt động của loại phương tiện này vào nề nếp. Việc phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam vẫn được ví với câu chuyện làm chuồng gà nuôi đà điểu. Xe semi remote chở quá tải nằm trong nhóm những con đà điểu ấy. Những tuyến đường thường xuyên có semi remote lưu thông, nếu không là điểm đen giao thông thì cũng được gắn cho cái tên cung đường tử thần. Đa phần các cái semi remote được nhập khẩu cũng như sản xuất lắp ráp trong nước trước đây là để nhằm mục đích là chở quá tải. Một cái semi remote khi người ta thiết kế để chở quá tải lên đến thậm chí cả 100 tấn thì buộc người ta phải bố trí tải trọng khi chất lên là dồn vào cụm cầu sau. Đa phần xe semi remote hoạt động tại Việt Nam đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Suốt một thời gian khá dài, do thiếu sự giám sát chặt chẽ, xử lý vi phạm về quá tải, nên nhiều doanh nghiệp đã cố ý đặt hàng nhập khẩu loại xe dồn tải trọng xe về trục sau để phục vụ cho việc chở hàng quá tải. Theo thống kê, hiện có khoảng 7.000 semi remote như thế đang hoạt động. Trong khi đó, hiện vẫn chưa có quy định về việc xếp hàng hóa trên xe cũng như khối lượng hàng chuyên chở của semi remote. Thế nhưng còn là đối với doanh nghiệp Việt Nam thì có một thời gian dài là nhập khẩu. Nhập khẩu từ nhiều nguồn, là từ Hàn Quốc, từ Trung Quốc, từ Mỹ v.v. Thì khi là nhập khẩu thì thực ra là người ta chỉ quan tâm mỗi cái là thứ nhất, tức là của các nước ấy thì yên tâm về mặt kỹ thuật. Thứ hai là thấy là cái tải trọng, là thấy bên đấy người ta có thể chở được container. Đấy, nặng nhẹ người ta chở hết. Thế thì là các cái doanh nghiệp nhập về không quan tâm lắm đến cái tải trọng thực tế của cái semi remote quá. Tình trạng xe semi remote chở hàng quá trọng tải, đặc biệt là vi phạm tải trọng trục sau đang diễn ra khá phổ biến và vẫn được coi như là một hiện tượng đương nhiên. Tuy nhiên, khi Bộ Giao thông Vận tải siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện, trong đó có đối tượng semi remote, nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào cảnh khốn đốn. Cái tải trọng giữa cái tải trọng cho phép và quy định cái hàng của mình, hàng hóa của mình nó chênh lệch nhiều quá. Thế là đâm ra là nhiều lúc là đi là toàn bị quá tải. Thiết kế của xe semi remote không hợp lý, tải trọng dồn về trục sau. Theo quy định xử phạt của cơ quan chức năng thì doanh nghiệp vận tải chở container nguyên trì gần như đều vi phạm. Vì dù lượng hàng hóa vẫn trong giới hạn cho phép thì tải trọng sau vẫn vi phạm, không đủ tiền nộp phạt. Vì thế nhiều doanh nghiệp vận tải phải dừng hoạt động. Do đó, các cơ quan chức năng cần vào cuộc quản lý chặt loại phương tiện này từ khâu nhập khẩu, thiết kế đến quá trình hoạt động. Trước mắt là phải tìm ra giải pháp tháo gỡ, giúp hơn 7.000 xe semi-remote thay đổi thiết kế cho phù hợp với quy định và tiếp tục vận hành.